Việt Nam có nguồn tài nguyên thực vật vô cùng phong phú, từ xa xưa ông cha ta đã có rất nhiều các bài thuốc sử dụng dược liệu để chữa bệnh. Nhưng hiện tại để gìn giữ và bảo tồn các nguồn dược liệu ấy, thì chưa được đầu tư để bảo tồn và phát triển nguồn gen và các giống cây thuốc quý báu, có rất nhiều các loại cây thuốc quý hiếm đang trên bờ vực tuyệt chủng. Có điều đáng buồn là theo số liệu của cơ quan chức năng, trên 50% nguyên liệu dược liệu của nước ta nhập về từ nước ngoài. Dưới đây là một số giống cây dược liệu quý của người Việt cần được phát triển và bảo tồn. Trước kia một số cây dược liệu vẫn còn khá phong phú, nhưng đến nay bị suy giảm nghiêm trọng hoặc đưa vào sách đỏ Việt Nam. Nguyên nhân là do chúng ta khai thác một cách ồ ạt, không có kế hoạch và chưa chú ý đến tái sinh, bảo vệ rừng làm nguồn cây thuốc ở Việt Nam bị tàn phá nhanh và cạn kiệt. Theo Viện Dược liệu, Bộ Y tế, hiện ở Việt Nam có khoảng 600 loài cây thuốc quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các giống cây dược liệu quý của người Việt ngũ gia bì hay còn được gọi là xuyên gia bì, thích gia bì, ngũ gia bì gai, đồng y coi ngũ gia bì là một vị thuốc có tác dụng mạnh gân cốt, khu phong hóa thấp chủ trị đau bụng, yếu chân, trẻ con lên 3 tuổi chưa biết đi, con trai âm suy dương sự bất cử, con gái ngứa âm hộ, đau lưng, tê chân, làm mạnh gân cốt, tăng trí nhớ, ngâm rượu uống rất tốt. Theo tài liệu cổ, ngũ gia bì vị cay, tính ôn vào hai kinh can và thận. Bài thuốc, ngũ gia bì sao vàng 100 g, rượu 1 lít, ngâm trong 10 ngày, thỉnh thoảng lắc đều. Ngày uống một cốc con vào buổi tối trước bữa cơm chiều, chữa đau người, đau lưng, đau xương. Ngũ gia bì, mẫu đơn bì, xích thược, dương quy, mỗi vị 40, tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 giờ chữa những người phụ nữ bị lao lực, bị mệt mỏi, hơi thở ngắn, sốt, ra nhiều mồ hôi, không muốn ăn uống. Ngũ gia bì vàng đắng hay còn được gọi dây đằng giang, hoàng dặn lá trắng, dây khai nhân dân những vùng có cây hoàng đằng mọc hoang dại thường dùng thân và rễ cây này để nhuộm màu vàng và dùng làm thuốc như vị hoàng đằng làm thuốc chữa sốt, sốt rét, lị, đau mắt. Người ta còn dùng chữa bệnh về gan, mật, vàng da, ăn uống khó tiêu. Dùng dưới hình thức bột hay viên. Bài thuốc, chữa viêm đường tiết niệu, viêm gam virus, viêm âm đạo, bạch đới, viêm tai trong và hội chứng lỵ, hoàng đằng, mộc thông, huyết dụ, mỗi vị 10 đến 12 giờ, sắc uống, mắt sưng đỏ hoặc có màng, hoàng đằng 4 giờ, phèn chua chút ít, tán nhỏ, chân cắt thủy gạn lấy nước trong mà nhỏ mắt. Hoặc dùng bột van Martin Chlorhydrate pha chế thành thuốc nước để nhỏ mắt, có khi người ta phối hợp hoàng đằng với hoàng liên nấu thành thuốc chữa đau mắt. Viêm tai có mũ, bột hoàng đằng 20 giờ trộn với phèn chua 10 giờ, thổi dần vào tai ngày 2 tháng 3 lần. Ba kích hay còn được gọi là ruột cà, tác dụng của ba kích chữa rất nhiều bệnh, tăng khả năng giao hợp, đặc biệt với những trường hợp giao hợp yếu và thưa. Ba kích có tác dụng tăng sức dẻo dai, mặc dầu nó không làm ATNVG đòi hỏi tình dục, nhưng trên thực tế nó có tác dụng hỗ trợ và cải thiện hoạt động sinh dục, cũng như điều trị vô sinh cho những nam giới có trạng thái vô sinh tương đối và suy nhược thể lực. Ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt, thể hiện qua những cảm giác chủ quan như đỡ mệt mỏi, ăn ngon, ngủ ngon và những dấu hiệu khách quan như tăng cân nặng, tăng cơ lực. Còn đối với bệnh nhân đau mỏi các khớp thì sau khi dùng ba kích dài ngày, các triệu chứng đau mỏi giảm rõ rệt. Theo tài liệu cổ, ba kích chữa dương ủy chi tinh, phong thấp cước khí, cân cốt yếu mềm, lưng gối mỏi đau, là một vị thuốc bổ trí não và tinh khí, chi mộng tinh, phụ nữ kinh nguyệt không đều, bệnh phong thấp. Các bài thuốc, phụ nữ tử cung bị lạnh, kinh nguyệt không đều, tích bạch đới hạ, ba kích 120 g, lương cương 20 giờ, tử kim đằng 640 g, thanh kim 80, nhục quế bỏ vỏ 160 g, ngô thù chư 160 g. Tán bột, dùng rượu hồ làm hoàng, ngày uống 20 hoàng với rượu pha muối nhạt ba kích hoàng cục phương. Trị lưng đau do phong hàn, đi đứng khó khăn, ba kích 60, ngưu tất 120 cờ, khương hoạt 60, quế tâm 60, ngũ gia bị 60, đổ trọng bỏ vỏ, sao hơi vàng 80, can khương bào 60, tán bột, trộn mật làm hoàng, uống với rượu ấm ba kích hoàng thánh huệ phương.
Hình ảnh minh họa ba kích khô xem thêm. Tác dụng tuyệt vời của ba kích. Cây thuốc quý cà cai leo hay còn được gọi cà cai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lụ, cai cường, cà lụ, cà bọ, cà hải nam, cà quạnh, quánh là loài thực vật thuộc họ Solanaceae. Cà cai leo là một vị thuốc nam quý được y học cổ truyền ghi nhận về tác dụng ổn định và tăng cường chức năng gan. Rễ, cành lá và cả quả, thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô, có khi dùng tươi. Rễ cây có chứa tinh bột và nhiều chất hóa học khác như alkaloid, glycoalkaloid, có khả năng bảo vệ tế bào gan rất tốt, kiềm hãm và làm âm tính virus viêm gan, ngăn chặn quá trình xơ gan, dùng điều trị các bệnh liên quan đến gan. Bạn có thể dùng cà cai leo khô sắc uống hàng ngày, hoặc dùng các loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ cây cà cai đều được. Các bài thuốc chữa ho viêm họng, rễ hoặc thân và lá cà cai leo 15 giờ, lá chanh 30, sắc uống làm 2 lần trong ngày, uống khi thuốc còn ấm, dùng trong 5-7 ngày. Hỗ trợ điều trị gan, viêm gan, xơ gan, 35 rễ hoặc thân lá cà cai leo, sắc với 1 lít nước, còn 300ml chỉ uống 3 lần trong ngày, giúp hạ men gan và giải độc gan rất tốt. Chữa chứng ho gà, suyễn, cà cai leo 10 giờ, thiên môn 10 giờ, mạch môn 10 giờ. Sắc ngày 1 thang chia bài thuốc dùng trị cảm cúm, bệnh dị ứng, ho gà, đau lưng, đau nhức xương, thấp khớp, rắn cắn. Liều dùng 16-20 giờ rễ hoặc thân lá cà cai leo sắc uống hàng ngày. Cà cai leo trinh nữ hoàng cung hay còn gọi là tỏi lơi lá rộng trinh nữ hoàng cung được dùng trong phạm vi dân gian để chữa ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Cũng có những trường hợp dùng điều trị ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan và chữa đau dạ dày. Ở các tỉnh phía Nam, trinh nữ hoàng cung được dùng phổ biến chữa bệnh đường tiết niệu, dùng ngoài, lá và thân hành giả nát, hờ nóng dùng xoa bóp làm sung huyết da chưa tê thấp, đau nhức. Ngoài ra nhân dân nước Ấn Độ dùng thân cây trinh nữ hoàng cung xào nóng, giả đắp trị thấp khớp, đắp trị mụn nhọt và áp xe để gây mưng mủ. Dịch ép lá là thuốc nhỏ tai chữa đau tai. Ở Campuchia, nhân dân dùng cây trinh nữ hoàng cung để điều trị bệnh phụ khoa. Các bài thuốc hiệu nghiệm với các khối u và ung thư ca cổ tử cung, ca, gan, ca, phổi, ca, đại tràng, các khối u nội tạng, tiền liệt tuyến, u lộ bên ngoài ở mọi vị trí trên người. Lá trinh nữ hoàng cung khô 20 giờ, lá đu đủ khô 50, nga trực giả nát 20 giờ, xuyên điện thất giả nát 10 giờ xâm tam thất. Sắc với 3 chén nước 600ml còn lại 1 chén thuốc 200ml chia 3 lần uống trong ngày sau khi ăn. Thanh hao hoa vàng. Thanh hao là loại cây có lá gần giống cây ngải cứu và mùi cũng tương tự. Nó được người dân trồng rất nhiều để dùng làm thuốc. Đông y dùng cây thanh hao làm thuốc bởi nó có vị đắng, vị cay và tính lạnh, giúp chữa mồ hôi trộm, sốt rét, lở ngứa, cảm nắng, giúp sự tiêu hóa, lợi gan mật. Các bài thuốc trị đau nhức trong xương do nhiệt. Dùng thanh hao hoa vàng, bạch trực, tri mẫu, sơn chi tử nhân, tan bạch bì, miết giáp, hoàng kỳ mỗi vị 10 giờ, hoàng liên 4 giờ, cam thảo, xài hồ, long đẫm thảo mỗi vị 7 giờ. Tất cả sắc nhỏ lửa cùng 300ml nước rồi chắc lấy nước thuốc, thêm tiếp 200ml nước đun sôi lấy nước cốt, hòa hai nước thuốc với nhau, chia 3 lần uống trong ngày, 10 ngày một liệu trình chữa bệnh lao, hồ hôi trộm, tiêu hóa kém. Dùng 6 đến 12 giờ thanh hao khô sắc lấy nước uống trong ngày trị cảm nắng. Thanh hao hoa vàng, liên kiều, bạch phục linh, bạch biển đậu mỗi vị 10 giờ, chưa hấu tươi 50, sinh cam thảo, thông thảo mỗi vị 6 giờ, hoặc thạch tán nhỏ 12 giờ. Tất cả cho vào ấm đổ 500ml nước, sắc nhỏ lửa còn 350ml, chia 3 lần uống trong ngày, dùng liền 3-5 ngày. Thanh hao hoa vàng hoàng liên Cactis, Hichomer Cactidis là thân rễ phơi khô của nhiều loài hoàng liên chân gà như Cactis quinquesetta, Cactis sinensis French, Cactis teetawa, Cactis tithoidisce, gen, v.v. đều thuộc họ mao lương răng ưng Culeaceae. Đối với tiêu hóa, chất berberin tăng tạm thời trương lực tonus và sự co bóp của ruột.
Hoàng liên có tác dụng giúp sự tiêu hóa, chữa viêm dạ dày và ruột, chữa lị độ độc, bóp erin ít độc, 0,1 g cho 1 kg thân thể. Bài tiết rất mau, một phần qua nước tiểu, một phần phân hủy trong cơ thể. Đối với hô hấp, liều nhỏ kích thích sự hô hấp, liều cao làm cho hô hấp kém, có thể đi tới ngạt cho tê liệt. Trung tâm hô hấp, tim vẫn tiếp tục đập, tác dụng giảm huyết áp và tiểu đối với hệ tim mạch. Tính theo vị đông y, vị đắng, tính hàn, vào năm kinh, tâm, can, đởm, vị và đại trường. Tác dụng tả hỏa, táo thấp, giải độc, chữa sốt, tả lị, tâm phiền, nôn ra máu, tiêu khát, đau mắt đỏ, loét tai miệng, ngộ độc cho ba đậu, khinh phấn. Bệnh nhân huyết ít, khí hư, tỳ vị hư nhược, trẻ con lên đậu, đi tả cấm dùng. Các bài thuốc chữa lị, cả lị âm yết và lị khuẩn đều có tác dụng. Ngày uống 3 đến 6 giờ chia làm 3 lần uống. Thời gian điều trị 7 đến 15 ngày. Nếu lị có sốt, sau 2 đến 3 ngày đầu giảm sốt, sau ngày phân hết trùng lị trị lở loét cho nhiệt độc. Hoàng liên, hoàng cầm, hoàng bá mỗi thứ 8 giờ, chi tử 12 giờ. Sắc uống hoàng liên giải độc thang ngoại đại bi yếu. Trị thấp nhiệt bất tích ở can đởm, mắt đỏ, mắt sưng đau, ra gió chảy nước mắt, mắt mờ, hoàng liên 4 giờ sắc phụng, ngâm sữa người, điểm vào mắt, mỗi ngày 2 tháng 3 lần lâm sàng thường dụng trung dược thủ sách. Xem tham khảo, những cây thuốc nam thông dụng để chữa bệnh, trên đây là một số chống dược liệu quý của người Việt đang được đưa vào na sách đỏ cần bảo tồn và phát triển các chống dược liệu quý hiếm này. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc về các loại cây dược liệu, cũng như công dụng của nó, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.